những cánh chim én đang trao lượn trên bầu trời để báo tin là mùa xuân về. Thì một năm thì đối với Lê Dương Bảo Lâm thì được khán giả yêu quý rất là nhiều, mà một năm có hạnh phúc cũng có rất là nhiều biến cố. Nhưng mà năm mới rồi thì em chỉ chúc cho tất cả quý vị khán giả hai chữ bình an thôi. Mong mọi người yêu quý chương trình Hai Ngày Một Đêm mãi mãi gọi là lúc nào cũng sống trong tim, ra sống trong tim, ra sống trong tim, cũng như là chương trình của em sẽ nở những cánh hoa mai mùa Tết. Và đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Thấy chưa, vô anh em dễ nè. Trời ơi, cái gì mà trì xuống em kéo lên, mệt quá anh Quy. Lâu lắm rồi, cũng mấy năm rồi. Đúng rồi. Mình mới có một cái chương trình mà được yêu thương như thế này. Thì dĩ nhiên khi mình làm nó cũng có nhiều trục trặc đúng không? Cũng có lúc không hài lòng, có lúc hài lòng. Nhưng mà cũng may mắn là có sự nhìn nhận của khán giả là rất là yêu thương. Không phải dễ gì được yêu thương đâu. Tất cả anh em ở đây đều có một cái sự biết ơn cái người mang lại cái... Mình nói thu nhập thì nói chuyện nó thừa thải rồi. Mang lại cái con đường tương lai. Tiện đây là kể lại cho quý vị nghe là bữa có một cái ngày Trần Giang cùng đi bay làm một cái show. Đi bay show. Thì ở trong cái lounge thì có một cái cô tiếp viên hàng không của một hãng hàng không mới. Trước khi mình lên máy bay thì cô lại cô chào. Cô nói em là Nguyễn Thị A. Mình cứ nghĩ là cho em xin tấm hình, thường là giải vậy. Mình nói là cảm ơn vì tụi anh đã làm Hai Ngày Một Đêm. Cảm ơn vì tụi anh đã làm Hai Ngày Một Đêm. Và cảm ơn Hai Ngày Một Đêm nên em có những thời gian em biết thoải mái lắm. Em mở lên làm xem thôi. Cái này, cả chào anh. Thì lúc đó mình nghĩ là có những người ta thực sự là người ta cảm ơn mình nhiều. Và mình thì lại biết ơn về điều đó. Thì anh em chúng ta mỗi người sẽ có một cái đôi lời cảm ơn quý vị khán giả. Thì dĩ nhiên cái lời cảm ơn tự trong sâu thẳm ai cũng có rồi. Nhưng mà thôi thì mình nói ra luôn, cho nó có một cái kỷ niệm đẹp ở một cái bữa tối cuối năm như thế này. Đối với em thì chắc chắn đầu tiên là rất là biết ơn tất cả những khán giả đồng hành cùng với mình suốt những ngày đầu tiên luôn á. Mà đến giờ này là mùa 2 rồi. Mà em một điều em rất là quý đó, khi mà em đi lưu diễn bất kỳ đâu nha, ai cũng hỏi trời ơi sao lâu quá không quay lại. Khán giả nói là nhớ từng tập một anh em là bị cái gì, nhưng mà ai cũng ngoài đường. Em nói là khán giả còn nhớ tất cả những chi tiết đó luôn. Có những khán giả mà em đọc comment họ còn có góp ý rất là nhiều cho từng cá nhân anh em, rất là nhiều luôn nha. Nên hay là tất cả những cái điều đó là làm cho mấy anh em tụi em cảm thấy là động lực rất là nhiều. Nên dù là trong mùa 2 này có những cái chặng đường nó cũng khá là khó khăn, di chuyển nhiều, nhưng mà đó là một cái nguồn động lực rất là lớn của tụi em. Và hy vọng lúc nào Hai Một Đêm sẽ sống trong tim của mỗi người. Và cảm ơn khán giả ủng hộ chương trình. Nói quá trời nói. Nói quá ý luôn. Dạ. Những cánh chim én đang trao lượn trên bầu trời để báo tin là mùa xuân về. Thì một năm thì đối với Lê Dương Bảo Lâm thì được khán giả yêu quý rất là nhiều. Mà một năm có hạnh phúc cũng có rất là nhiều biến cố. Nhưng mà năm mới rồi thì em chỉ chúc cho tất cả quý vị khán giả hai chữ bình an thôi. Mong mọi người yêu quý chương trình Hai Ngày Một Đêm lúc nào cũng sống trong tim, ra sống trong tim, ra sống trong tim, cũng như là chương trình của em sẽ nở những cánh hoa mai mùa Tết. Và đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm Tự Do Tự Lo. Thấy chưa, vô anh em dễ nè. Trời ơi, cái gì mà trì xuống em kéo lên, mệt quá anh Quy. Cá nhân em thì em cảm thấy em rất nhận được rất là nhiều cái tình thương từ cái chương trình này và từ tất cả khán giả. Nhưng mà đôi khi thì em tự hỏi là không biết mình có làm được cái gì cho khán giả hay không để mà xứng đáng nhận cái tình thương đó. Nhưng mà có một cái mà em cảm thấy rất là nhiều động lực để mà mình tiếp tục mình làm cái công việc này là khi mà em đọc được một cái comment. Thì bạn nói là hồi đó giờ là gia đình của mình là lúc nào cũng mỗi người một nơi, không bao giờ mà tụ họp lại với nhau, chỉ có chương trình Hai Ngày Một Đêm mới lại giúp gia đình của mình có thể vui vẻ và cười với nhau nhiều tới mức đó. Thì đó là lần đầu tiên mà em cảm thấy nó quá là xúc động, cảm giác là công việc mình làm rất rất là ý nghĩa. Và em chỉ muốn chúc cho tất cả khán giả là sẽ có thật là nhiều hạnh phúc, có thật là nhiều bình an bên gia đình của mình để mà có thể tiếp tục cùng nhau tạo ra những cái kỷ niệm đẹp hơn. Dạ, em cảm ơn. Hay quá, nói nhỏ sâu mà sắc. Nói chuyện sâu sắc. Hết đi. Sao mà nói nhỏ mà nó ấy quá à. Vô nè. Rồi, còn lớn mà nói chuyện ấy quá.
Thôi đừng có ký người ta nữa, kỳ quá là Tết rồi. Tới anh đó, anh lo anh đi. Thôi thôi thôi, để ấy đi. Thứ tự đi, Tú đi. Tú thì đứng ở một vị trí là khán giả. Thì thực sự là khi mà em xem chương trình ấy, đó là cái sự tích cực. Mọi người rất là vui và em rất là yêu chương trình. Đây là lần đầu tiên em được tham gia chương trình thì thực sự nó cũng là một cái kỷ niệm rất lớn đối với em. Đứng ở một vị trí của khán giả thì em chúc lại cho dàn cast cũng như là tất cả các anh chị trong ekip sẽ luôn luôn có sức khỏe thật tốt, luôn luôn duy trì được cái nguồn năng lượng tích cực này và chơi hết mình. Bởi vì đối với em thì 2 ngày 1 đêm là một chương trình chơi hết mình và vui hết cỡ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mà anh Lâm đã chúc bình an thì em chúc cho khán giả luôn luôn có thiệt là nhiều niềm vui khi mà xem 2 ngày 1 đêm. Và đặc biệt là giống như Hiếu nói là tụi em hy vọng là tụi em là những cái chất kết dính để mà kết nối được gia đình của chúng ta. Và một cái điều mà em dám tự hào mà em nói ở đây là hôm bữa em khoe Hiếu là em dám nói là con yêu cha. Tại vì đối với một đứa con trai mà nói con yêu cha hay con yêu mẹ nó khó cực kỳ luôn á. Nhưng mà dạo này em dành thời gian nhiều cho gia đình hơn là cũng là nhờ chương trình 2 ngày 1 đêm. Xin hết. Chú Sáu, Mình cũng đã từng được khán giả yêu mến. Nhưng mà cái khoảng thời gian 2 ngày 1 đêm thì mình lại được thêm một cái điểm quý nữa là khán giả che chở mình, che chở mình, động viên mình. Mình thấy cái điều đó là rất là quý. Rồi thấy được là cái sự kết nối của nhiều khán giả thì tự nhiên mình thấy cái điều mình làm á nó càng ý nghĩa hơn, càng quý hơn. Và những cái mà cái điều tích cực mà khán giả hồi âm lại với mình á, mình nhận được, mình thấy nó là một cái động lực rất là lớn cho bản thân mình, cho mấy anh em. Rất 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 là cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ. Chỉ mong là từng quý khán giả giữ được sức khỏe, luôn luôn khỏe mạnh, khỏe mạnh và khỏe mạnh. Dạ. Chắc chắn là em chỉ là một cái người khách mời thôi thì không thể nào mà có nhiều cái tâm tư tình cảm như anh em được. Nhưng mà đứng trên cương vị của một cái người mà được tham gia 2 lần thì thật sự cái đầu tiên là mình cảm thấy là nó rất là may mắn. Tại vì mình cũng không phải là một cái người mà hoạt ngôn hay là một cái người mảng miếng giỏi. Gần như là mình nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều từ cái mùa đầu tiên. Nhưng mà sau đó cái kết quả của cái mùa đầu tiên đem lại đó thì mình cảm thấy là có rất nhiều người theo dõi chương trình và mình đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như là đón nhận của mọi người. Khi quay lại mùa 2 á, thì có một cái cảm giác là tự nhiên nó thân thuộc mà nó vui hơn rất là nhiều. Thì em rất là biết ơn tất cả những cái điều đó từ chương trình và từ tất cả những anh em ở đây. Và em muốn chúc cho mọi người cái thứ mà em luôn luôn mong cầu nhất trong thời gian gần đây, đó là một cái sự bình yên thôi. Chúc cho tất cả khán giả cũng vậy. Và chúc cho tất cả anh em sẽ có nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cái tập tiếp theo, mùa tiếp theo sẽ luôn luôn được đón nhận như vậy. Và xin cảm ơn khán giả đã đón nhận 2 ngày 1 đêm. Yeah. Em lên, đừng để tao khi dễ mình. Anh mới hồng sang nhất á. Mặt mũi đã vậy rồi. Ít liệt. Royal. Ok. Đứng qua đây để cho lát cho mời cái chú đứng qua đây. Ủa anh ơi, em không biết nói tiếng Anh xin em. Đứng đây. Ok. Chứ em đem rung em uống. Rồi. Chơi. Dạ. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn gặp gỡ với lại Mr. Claudio ha. Anh là resort manager của anh ở đây. Wow. Yeah. Good morning, Tim. But you have chosen the right place to stay, the happiest and funniest place on Phuket.
Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Anh nói gì? Yes, anh ơi, đừng nói là quá mắc cười quá. Lấy làm em không có. Có, nãy giờ anh nói anh khen anh đó. Thank you, thank you em. Thank you, thank you. Thank you teacher. Thank you teacher. My name Diệu Long. Diệu Long. For family Border Bích Phượng, Father Văn Hiệp. Very good. Oh, very good, handsome. Very handsome. Xin nói tiếng Anh cho anh. Hả? Very good, very good pet for you later. Okay. Ý anh nói là anh ngủ ở đây là hợp lý. Thật vô nghĩa. Ngủ dưới đất là hợp lý. Ủa sao vậy? Anh không có bệnh viện tốt. Good. Yeah. Enjoy your stay. Yeah. Enjoy your resort. Of course. Yes. I hope so. Yes. Thank you for your introduction. Yeah. Yeah. No. Thank you so much. You're very welcome. I'm hungry. Everyone here hungry and. You hungry? Yes. And beef steak for today. They have a lot of lobster for you. Lobster. Really? Okay. But you need to win first. Oh. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Enjoy. Thank you. Yeah. Thank you. Bye bye. Noel. Today Jingle Bell. Jingle Bell. You don't need to care about these guys. You just need one room. One room. For you. For me. Ủa? Yếu rồi. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye. Cảm xúc của Diệu Lâm khi thấy khách mời ngày hôm nay ạ? Chính là người tình gọi là hợp pháp của mình. Bị hoảng loạn thật sự luôn. Tại vì đi chương trình này thì tối thường là cũng chung yếu thứ hai. Và bây giờ anh em tới rồi tôi không biết tốt sẽ ngủ với ai đây. Thân này làm sẽ làm sao sẽ làm đôi. Sẽ đâu có sẽ. Thân này là sao sẽ làm đôi. Nhớ anh có chiếc nửa xôi dặm trường. Ý cái gì của ở bài gì vậy? Quen không? Không. Nghe lạ quá vậy. In gói chiếc nửa xôi dặm trường. Ê cái thơ gì mấy đứa mấy ăn có học không? Mấy kinh như Thiết Kiều hay gì phải không? Ôi ý. Tôi cũng là ná không trong Thiết Kiều đó. Thì rất là bị gọi là bị chi phối. Đúng rồi, Thiết Kiều lúc đi già đó. Ở lầu ngăn bích điên không. Nghĩa là Thiết Kiều lúc lâm trọng bệnh đó. Ý điên khi điên bệnh bệnh bớt bệnh lại. Nghĩa là lúc ở trong lầu xanh đó là từng Hải hả? Từng Hải vô cứu hay sao đó bị phân vân nhiều anh vô cứu quá. Cho nên bây giờ cảm xúc hơi bị lộn lộn, mới tối sẽ ngủ với ai? Kiều ơi. Kiều đây. Hải quay xe. À, anh luôn nói là cái mục đích khi tham gia chương trình hôm qua anh nói với máy quay đi ạ. Tôi xong luôn đã quay trở lại hai ngày một đêm, không phải vì chiến thắng, cũng không phải vì niềm vui, mà là muốn chiếm lại trái tim của Diệu Lâm. Mục đích là ế xô thôi, không được làm gì ế xô. Mà chương trình đang hot, không có mục đích tham gia chương trình các bạn. Chương trình bị ấy quá, tự nhiên mời lại. Các bạn nghĩ sao mà hả? Mục đích tham gia chương trình của tụi tôi, chương trình tụi tôi là phải tuyển chọn khách mời. Cho nên hả, thấy xong lương dạo này cũng ok đó, nhưng mà hả, ế xô. Cho nên nó gửi mail về đông tây đồ mẫu sành. Có đâu. Tôi tới đây tôi coi sẽ mấy người lộng hành sao. Nghe đồn bắt mũi dằn người Amazon rồi cắn. Là bữa sau lưng mới bị gọi là bị sốt xuất huyết mới nhập viện rồi, là do tôi thả mũi dằn để chích sau lưng đó.
đó hậu trường là phải dựng cái khúc đó nha. Dạ có, dựng có. Khúc đó vô lợi khúc này ta mới hiểu. Nhưng mà lúc nãy anh đưa anh uống cười. Ờ là không có nhớ mình có nói câu đó. Rồi nói lại đi. Em nói. Ờ khỏi nói. Tới đây tôi coi xem mấy người lộng hành sao. Nghe đồn bắt mũi dằn Amazon rồi cắn mũi. Ok rồi anh hát. Bà Song Lưng là phải mời buổi tối anh ơi. Đúng rồi, 12 giờ đêm. Sáng anh không có vui. Sáng là xong bà chè, xong đủ, xong bà đẻn nha. Tại nãy giật quá thôi. Giật từng té rồi. Thì ban đầu tụi tôi cũng biết, tụi tôi cũng này nọ này nọ. Tụi tôi cũng nghĩ là ảnh là bữa đi gen là ảnh ở giờ thôi đi về sớm, về sớm, về sớm. Mà mai em đi Phú Quốc rồi. Ủa mai tôi đi Phú Quốc mà. Thấy không? Tụi mai là, đi Nha Trang. Cảm đó là tụi mai đi hát ở Nha Trang. Còn xạo ghê không? Cái bữa sau đi đâu? Mai đi hát ở Hà Nội. Hát quỷ hả? Hát gì? Hát dữ vậy? Có ai mời hát? Ai mà mời hát? Rồi cho cô đi hát rồi hát nhép không? Dí mạng. Ai mà mời mà... Dạ lúc gặp nhau ở đám cưới Buka là anh đã nghi nghi rồi đúng không anh? Mà anh luôn chối đúng không ạ? Rồi chối đẩy. Nói là hả ai mà mời hoài? Có đâu. Tôi thấy mấy người về trước. Ngứa đúng không? Ngứa nha. Bộ đồ ngứa. Mà sao đàn ông mà ăn mặc bèo hình bèo dạng vậy? Là quá yêu cầu hay sao? Có đâu bị ép đó chứ còn em đâu có thích cái kiểu này. À. Bây giờ đấu trai thẳng đấu lại Thái Thiếu. Thái Thiếu giờ này nó trẻ đúng không? Nó là Hiếu Thị Hai đó. Hả? Hiếu Thị Hai. Bây giờ anh Lâm phân tích cắt mặt giữa Song Luân với Thái Thiếu gì ạ? Kìa mà sức trẻ, sức thân thương. Zoro hả? Zoro sao? Zoro gì? Hả? Kìa, Zoro kìa. Zoro đúng không? Dạ, Zoro nè, đúng rồi. Zoro. Ba cái kiếm đây hả? Thấy không, bị gãi liền nè, con da mặt bị gãi liền. Ui sớm. Em. Ngày xưa Song Luân là đỉnh cao, gọi là nhan sắc một thời. Ngày xưa là nhớ nói trai đẹp. Là nhớ Song Luân. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Giờ nhớ có cái Song Luân. Ờ, nhớ cái Song Luân thôi. Đó mà thiệt chán luôn. Đúng là tre già măng mọc. Tre chưa già mà măng nó sọc luôn cái tre rồi. Thế ghê thiệt thôi. Thiệt rồi. Giờ phải bèo hình đồ dạng nè. Ờ không ấy còn nó rồi. Thấy không con nó sáng ra. Căng quá. Nó có căng chỉ cô la gen. Mình có căng mà căng chỉ. Đúng rồi mình căng thẳng. Tôi thấy mình căng thẳng. Diễn thì căng thẳng quá. Tụi nhỏ nó căng là nó căng. Da mặt nó căng. Vui phải. Hiếu ơi nhờ Hiếu nháy mắt cái cho Diệu Lâm coi. Tối nay tôi sẽ ngủ với Hiếu nha. Tôi ngủ với Song Lưng, Song Lưng đâu. Rồi. Song Lưng. Rồi nhờ Song Lưng nháy mắt cho Diệu Lâm cái à. Không có phê vậy, không phê luôn. Chán trường. Bị chán trường nó bị gọi là lãnh cảm rồi. Lãnh cảm. Cái cổ cũng không bằng ba coi nè. Trời ơi, giờ mở ông nội ơi. Cái cổ coi như trái. Trái thận, trái tim. Trái tim.